Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã bắt tạm giam Phan Quốc Việt, người sáng lập đồng thời là tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á và ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương vì đã thổi giá kit test Covid-19. Theo đó, cơ quan điều tra phải mất nhiều tháng lăn lộn tại các tỉnh thành thu thập thông tin, tài liệu, theo dõi đường đi của các kit xét nghiệm mới có thể bóc tách được hành vi móc ngoặc thổi giá của các bị can. Công ty Việt Á được coi là công ty lớn trong lĩnh vực thiết bị y tế tại Việt Nam. Sở hữu hệ thống phòng khám tại thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Nam. Công ty này cũng trúng nhiều gói thầu cung cấp hóa chất sinh phẩm, hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm tại các bệnh viện lớn trên cả nước. Đến nay công ty Việt Á đã cung ứng kit test xét nghiệm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Điều đáng nói, Phan Quốc Việt lợi dụng tình hình dịch COVID-19 đã bắt tay với giám đốc của CDC một số địa phương, nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 để hưởng lợi bất chính số tiền lớn. Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Phạm Duy Tuyến, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương. Từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2021, CDC Hải Dương đã hợp thức ký kết và thanh quyết toán cho công ty Việt Á 5 hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị y tế. Tổng số tiền gần 152 tỷ. Phan Quốc Việt chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, giám đốc của CDC Hải Dương, gần 30 tỷ đồng.